Rồi, ở phần 1 ha, thì các bạn sẽ có các ion thôi, cũng giống tương tự như vậy, chúng ta sẽ có sắt 3 này. Có sunfat này. Có NH4 này, cộng. Rồi có Cl trừ ha. 4 ion như vậy. Thì bắt đầu người ta sẽ nhỏ đầu tiên là NaOH vô. NaOH. Thì cái mục đích nhỏ NaOH á, là cung cấp cái ion OH này. OH. Để nó có cho mình hai cái phản ứng. Phản ứng thứ nhất đó là sắt 3 cộng. Đó, cộng với OH trừ. Thì được FeOH 3 lần cái tổ. 3 lần cái tổ nè. Rồi. Vậy cái tổ đây để vào cho 107 gram. Thì tất nhiên là cái M lớn này tụi con biết. FeOH 3 lần là 107 thì cái này là 0,01. Để chúng ta tính được số mol sắt 3 cộng là 0,01 nè. Rồi, xong ha. Rồi, đề bài đã có khí thoát ra. À, thì còn quan sát ở đây có OH trừ và NH4 cộng. Vậy cái phương trình tiếp theo sẽ là ion NH4 cộng của nó. Nó sẽ hợp với OH trừ. Nó thành khí NH3 và nước. Rồi, thì khí là 0,672 lít là 0,03 mol. À, thì chúng ta sẽ biết được amoni này là 0,03. Rồi xong, đó là ý đầu tiên. Ở phần 2 cho tác dụng với barichlorua thì cũng giống vậy thôi, ở phần 2 ha. Rồi. Thì nó cũng sẽ gồm ba cái ion là sắt 3 này, sunfat, amoni và clo. Và clorua. À. Nhưng bây giờ người ta sẽ nhỏ BaCl2 vô. Thì mục đích là sẽ cung cấp ion bari 2 cộng. Đó. Để cái bari 2 cộng này nó kết hợp với ốc sunfat. Đó, để cho chúng ta bari sunfat kết tổ nè. Để cho chúng ta kết tổ ở đây là 4,66 là 0,02 mol. Để biết được ốc sunfat là 0,02 này. Đó, rồi, như vậy là xong. Như vậy là qua hai cái thí nghiệm thì ta sẽ biết được số mol của ba cái ion. Được chưa? Rồi. Thì tới đây mình mới dẫn tới một cái điều nè. Như vậy là cái dung dịch của chúng ta đó là sẽ có các ion là sắt 3 cộng. Chúng ta điền lại ha. 0,01 NH4 cộng là 0,03. Rồi. Chúng ta có số mol của gốc sunfat là 0,02. Còn clo trừ thì chúng ta chưa biết, ví dụ chúng ta gọi nó là ít mol đi. Thì tới đây dễ thôi. Một dung dịch mà có 4 ion mà biết số mol của 3 ion rồi thì chúng ta chỉ cần bảo toàn điện tích, đúng không? Bảo toàn điện tích. Đó, thì tụi con sẽ có được ha. Ở đây ta sẽ có là 0,01 là số mol của sắt 3 nhân cho 3 nó 3 cộng. Cộng 0,03 là số mol của amoni nhân 1 thôi thì nó có 1 cộng ha. Bằng 0,02 nhân cho 2 này và cộng cho x nhân cho 1 thì nó có 1 âm thôi. Vậy suy được x bằng nhiêu? 0,02 mol. Rồi. X là 0,02. Vậy đây là khối lượng. Thì chúng ta sẽ cộng khối lượng của tất cả các ion này lại, đúng không? M là khối lượng không? Khối lượng của muối này, hỗn hợp này thì bằng khối lượng của sắt này là 0,01 nhân cho 56 cộng cho 0,03 nhân 18 là của amoni đó. Cộng 0,02 nhân 96 là của gốc sunfat và cộng cho 0,02 nhân 35,5 là của clo. Nhưng mà chúng ta phải làm cái gì nữa? Đề bài yêu cầu nè là tính em khối lượng này lúc ban đầu. Khối lượng này là lúc cái ban đầu. Lúc ban đầu khi chúng ta chưa có chia đôi. Đúng không? Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam? Thì lúc lúc mà chưa có chia đôi, còn những cái số mol này nè là chúng ta tính được là trong mỗi phần là lúc đã chúng ta đã chia đôi rồi. Và lúc mà chưa có chia đôi thì có phải là cái lượng nó sẽ gấp đôi hết không? Thì phải nhân hai lần hết. Nhân hai lần để ra cái lượng ban đầu lúc chưa gấp đôi. Đó, thì con bấm nó sẽ là 7,46 gam. Hiểu không? Thì đáp án C, nó có cần giải thích chỗ nào thì nói thầy, còn không thì ghi bài đi. Đó, ghi bài đi.
Ok, xong. Xong câu 25. Rồi, thầy tiếp nha. Xong chưa con? Ghi xong chưa? Thầy tiếp ạ. Câu 24. Rồi. Nhận định nào sau đây là đúng? Mà ta cho mình 5 nhận định đúng không? Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện ly là phản ứng giữa các ion. Đúng rồi. Đúng. Thì chúng ta sẽ có ba cái loại phản ứng nè. Là tạo ra kết tổ đúng không? Tạo ra kết tổ nè. Tạo ra chất khí nè. Hoặc là tạo ra chất điện ly yếu như là nước chẳng hạn. Đó. Thì phản ứng trong ion là trong dung dịch các chất điện ly là phản ứng giữa các ion là đúng chính xác ha. Dưới tác dụng của nhiệt, muối amoni phân hủy thành amoniac và axit. Thì cái số 2 này nè, cái phát biểu số 2 này nè là chưa chắc, có thể sai đấy. Là ví dụ khi chúng ta lấy một cái muối amoni ví dụ như là amoni cloruro chẳng hạn thì đúng là dùng nhiệt độ thì nó sẽ biến thành amoniac và hydrochloruro. Nhưng bây giờ nếu chúng ta mà lấy một cái muối amoni khác như muối amoni này đi, như là NH4 NO3 amoni nitrat chẳng hạn, đó thì các bạn nhiệt phân đến đâu ra được NH3 đâu mà ra N2O nè cộng với nước. Như vậy là người ta khẳng định rằng dưới tác dụng của nhiệt các muối amoni phân hủy thành amoniac axit là chưa chắc đúng ha, cái này là chưa chắc đúng, chưa chắc đúng đúng không? Rồi, các dung dịch sau đều hóa xanh quỷ tím, hóa muốn hóa xanh quỷ tím phải là môi trường 3 giờ. Nhưng mà cái này nè, cái muối NaHSO4, cái muối NaHSO4 là một cái muối khi mà con phải hiểu đây là cái gốc hydrosulfat thì nó sẽ phân đi hoàn toàn ra Na cộng, H cộng và gốc SO4 2 trừ. Như vậy nó có cái này rồi, nó là môi trường axit rồi đúng không, nó có là môi trường axit rồi thì nó sẽ hóa đỏ quỷ tím chứ nó không có hóa xanh quỷ tím được muối này nè. Nên là phát biểu số 3 là phát biểu sai ha. Phát biểu số 3 thì thuộc về phần ứng dụng của axit nitric. Axit nitric được dùng sản xuất phân đạm, đúng rồi, thuốc nổ TNT, thuốc nhuộm dược phẩm, đúng. Cái này đúng. Trong phòng thí nghiệm khí nitơ có thể thu bằng cách đẩy nước. Thì do là nitơ không tan trong nước nên là chúng ta sẽ thu nó bằng cách đẩy nước được. Đấy, ba cái hình vẽ thu khí theo ba cách khác nhau ha. Thầy đã chỉ cho con trong cái bài N2 và NH3 rồi. Nên là có thể cái này được đúng này. Như vậy thì chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng đó là 1, 4, 5. Là phát biểu đúng ha. Ok. Không có hỏi gì con hỏi nha. Rồi, thầy tiếp nha. Câu 23. Câu 23 là một câu về axit nitric, cũng không không khó lắm. Chúng ta phát hiện chút xíu thôi là được. Rồi. Thì cho nó xuống luôn nha. Làm được nhiều hơn. Rồi. Đầu tiên thì con bấm ra mấy cái số mol này hết nè, mol này hết. Rồi. Xử lý hai cái khí này. Chúng ta có khí N2O này và khí nitơ đúng không? Thì thầy gọi này là X-mol, này là Y-mol ha. Thì chúng ta sẽ có ngay cái hệ phương trình thôi. Tổng số mol khí ở đây là 0,06 mol. Rồi. M trung bình của khí ở đây để bài cho tỷ khối hơi so với hydro là 18 và nhân 2 đây là 36, M trung bình là 36. Thì các bạn sẽ suy được hệ như sau. X cộng Y là tổng số mol của hai khí là 0,06. Rồi. M lớn của N2O là 44, vậy 44 nhân X cộng khối lượng của N2 là 28 nhân Y, và đây là khối lượng của hỗn hợp đúng không? Cộng khối lượng hai khí lại. Khối lượng hỗn hợp là bằng tổng số mol hỗn hợp nhân M trung bình hỗn hợp là 36. Rồi bạn bấm thôi. X Y. Rồi bạn bấm ra. Thì mỗi cái này là 0,03 mol đó. 0,03, 0,03.
Rồi. Đây. Thì chúng ta đến đây, về nguyên tắc là chúng ta có thể viết cho nhận. Cho nhận. Cho E này. Thì nhôm là từ 0. Nhôm là từ 0. Phản ứng thành nhôm 3 cộng. Thì cho đi 3 electron là 3 cộng. Bạn thay số mol nhôm vào 12,42 gram chia cho 27 thì số mol nhôm là 0,46. Thay vào đây. Bấm vào đây nhân 3. 1,38. Có nghĩa là nó sẽ cho được 1,38 mol ha. Và nó vẫn hoàn toàn hòa tan hoàn toàn, nên là nhôm là phải hết. Vì chắc chắn là nó phải cho được 1,38 mol này. Rồi, nhận E. Thì đầu tiên ta nhắm vào cái khí trước đúng không? Nitơ cộng 5. Bây giờ nó thành là N2O nè. Cộng 1. Nhân 2 lần ở đây. Nó 2 nhân 2 là 10 trừ cho 2 là nhận 8E. Thay số mol 0,03 mình vừa tính xong ở trên kia này. 0,24. Rồi. Nitơ cộng 5. Và biến thành khí nitơ N2 0 này nhân 2 lần nhận 10E. Số mol là cũng 0,03 luôn. Thì đây là 0,3. Như vậy khi cộng lại thì ta thấy nó chưa có bằng nhau. Ở bên này mới nhận được có 0,54 mà người ta cho tới 1,38 lần. À, như vậy là khi đó có phải mình phát hiện ra là nó phải có một cái múi nữa đúng không? Một cái quá trình nhận nữa. Đó là nitơ cộng 5 nè. Sẽ nhận electron để biến thành cái muối ammoni nitrat. Cái này là muối, không phải là khí. À, nitơ đây là trừ 3 và nhận được 8E. Thì ta cần cái số mol E chỗ này thì các bạn lấy 1,38 trừ 0,524 trừ 0,3 là 1,38 trừ cho 0,24 được trừ cho 0,3. Cái này nó còn là 0,84. Chỗ này nó phải nhận 0,84 nữa. Rồi, chưa đây. 0,84 nhân 1 này, chia 8, chia cho 8. Thì cái muối này sẽ tạo ra là 0,105 mol nữa. Đó, nó giấu đi cái quá trình này. Vậy thôi. Tới đây thì ta có thể áp dụng công thức hoặc là áp dụng luôn thẳng vào luôn. Tại vì chúng ta đã biết được cái muối tạo thành là cái gì. Dung dịch ít chắc chắn là phải có hai muối. Ít lúc này, ha. Ít lúc này nó sẽ có hai muối này. Nhôm phản ứng thì nó phải ra muối nhôm nitrat đúng không? Ra muối này. Và số mol muối này thì bằng đúng số mol nhôm thôi, 0,46. Còn ngoài ra ta có thêm muối NH4 NO3 nữa. 0,105. Đó, thì các bạn sẽ suy thật M muối này bằng 0,46 nhân cho 232 là M lớn của nhôm nitrat cộng cho 0,105 nhân M lớn của amoni là 80. Trăm mười lăm phép 12. Sao không đáp số nha? 0,46 nhân 232. Không phải 232 mà là bao nhiêu nhỉ? 213 chứ. Bấm lại nào. Nhôm 27 cộng 62 nhân 3. 213. Xin lỗi, 213. Lẻ 6,38. Đó. Đáp án C ha. Rồi các bạn ghi bài, hỏi thì hỏi nhé. Tình anh hiểu không? Được có này. Ok. Như vậy là bài này là phú cao nhất đó, phú 9,2 lần ha. Giỏi. Rồi, thay tiếp nha. Câu này ha. Câu này thì không có gì khó khăn, rất đơn giản là câu này thôi. Đây, câu này chúng ta có hai hỗn hợp hai axit này đúng không? Thì nhiệm vụ đầu tiên á, mỗi axit đều có H cộng hết, thì mình phải tính được cái số mol H cộng trong tổng hai cái axit này luôn. Số mol H cộng sẽ bằng là, rồi mở ngoặc đơn ra. Axit thứ nhất có nồng độ 0,08 và nó chỉ có 1H cộng thôi. Axit thứ hai nồng độ 0,01 và nó có 2H cộng nhân 2 lên. Và nhân cho cái thể tích chung của dung dịch là 0,25 lít này. 0,25. Rồi thì tổng số H cộng sẽ là 0,01
không 25 mol. Rồi, đó. Rồi, thì xong. Thì chúng ta sẽ viết cái phương trình phản ứng thôi. Axit phản ứng với bazơ là H cộng tác dụng với OH trừ thôi. Rồi. Để nó ra nước là chúng ta có số mol ban đầu thì H cộng mình vừa tính xong đó là 0,025. Còn OH trừ thì chúng ta chưa biết. Cái OH trừ nằm trong NaOH. Mà NaOH thì nồng độ nó chưa có cho, đúng không? Thì số mol của cái ông này sẽ là lít đổi ra là 0,25 lít này nhân với nồng độ A. Đó, thì cái OH trừ nó cũng là 0,25 nhân A thôi. Cái này có một OH thôi, một OH. Rồi thì mình phải dự đoán được phản ứng. Khi mà phản ứng xảy ra đó thì là ai là chất hết, ai là chất còn. Thì chúng ta phải nhìn vào cái pH này. Thu được dung dịch có pH bằng 12. pH bằng 12 là môi trường 3 giờ đúng không? pH bằng 12 là môi trường 3 giờ. Lớn hơn 7 mà. Vậy là môi trường 3 giờ nghĩa là cái OH trừ này nó sẽ dư. OH trừ này phải còn dư lại này. Thì nó môi trường 3 giờ được. Vậy thì cái H cộng của chúng ta nó phải hết, phải hạ cái này xuống. H cộng phải ứng hết. Thì OH trừ sẽ có 0,025. Rồi, như vậy thì số mol OH trừ còn dư lại sau phản ứng là bao nhiêu? Thì là lấy 0,25 A trừ cho cái lượng phản ứng 0,025. Thì đây là lượng OH trừ còn dư lại, đúng không? Rồi, bây giờ phải tìm một biểu thức nữa. Thì ở đây chúng ta nói chính là thu được. Ở đây có phải là thu được, chúng ta thu được 0,5 lít dung dịch có pH bằng 12. À, thì cái này sẽ giúp chúng ta tính OH trừ dư. pH bằng 12 thì suy ra cái nồng độ H cộng á, theo công thức đúng không? Là bằng 10 mũ trừ của pH là 10 mũ trừ 12 m. Nhưng vì là môi trường 3 giờ, pH lớn bằng 12 là môi trường 3 giờ. Và môi trường 3 giờ thì tôi cần á, là cần cái số mol OH đúng không? Vậy suy ra được cái số nồng độ của OH bằng công thức là 10 mũ trừ 14 chia cho nồng độ của H cộng. À, cái này biết rồi, làm nhiều rồi. Chia cho 10 mũ trừ 12 bằng 10 mũ trừ 2 m. Đó. Thì khi mình đã có được nồng độ rồi, chúng ta sẽ suy được số mol thôi. Với số mol của OH trừ thu được sau phản ứng bằng nồng độ là 10 mũ trừ 2 nhân cho thể tích là 0,5. Đó, đúng chưa? Đấy, mol. Thì đây là cái lượng OH trừ chúng ta thu được sau phản ứng. Và đây cũng là cái lượng OH trừ còn lại sau phản ứng. Đúng chưa? Như vậy hai cái biểu thức nó phải bằng nhau. Nếu bạn phải suy ra. Suy ra. 0,25 A trừ 0,025. Nó phải bằng 10 mũ trừ 2 nhân 0,5. Đó, thì bạn bấm là A bằng 0,12 M. Đó là đáp án C. Đó, các bạn cần hỏi gì hỏi nha. Rồi xong nha em. Thầy tiếp nha. Câu này. Ok, câu này. Ở đây đề bài nói hai cái chất này có cùng nồng độ theo thể tích 1:1. Có nghĩa là thể tích 1:1 là thể tích bằng nhau. Vậy cùng nồng độ, cùng số mol, cùng nồng độ rồi cùng thể tích thì số mol là như nhau. Vậy thì ta sẽ cho luôn cái BaHCO3 hai lần điều này đi là 1 mol. Và ta hiểu là cái muối này thì nó sẽ phân ly được thành bari 2 cộng là 1 mol. Và gốc HCO3 trừ thì là 2 mol. Rồi như vậy ha, phân ly như vậy. Chất thứ hai là natri hydrosulfat thì nó cũng là 1 mol. Như ý trên thành đàn là nói mà cái muối này thì nó phân ly hết thành Na cộng, H cộng, phân ly luôn. Gốc hydrosulfat là phân ly ra H cộng luôn. Đó, cái này có 1 mol, đây là 1. Rồi cái này cũng 1 mol luôn. Vậy sau khi viết những cái quá trình này xong thì chúng ta phải viết hai cái phản ứng, đúng không? Chúng ta phải viết cái phản ứng ra. Đầu tiên là bari 2 cộng kết hợp với sunfat
để cho bari sunfat kết tổ ha. Để ta xem là cái nào còn hay không. Bari là một mol này, sunfat một mol, như vậy là phản ứng vừa đủ rồi, hết bari hết, sunfat cũng hết luôn. Rồi, phản ứng thứ hai là phản ứng gốc HCO3 trừ tác dụng với H cộng để ra được khí CO2 cộng với nước ở đây. Rồi, như vậy thì H H cộng chúng ta là một mol, vậy thì gốc HCO3 trừ phản ứng chỉ có một mol thôi, mà nó chỉ này nó tạo ra tới hai mol, đúng chưa? Như vậy thì ta kết luận dung dịch sau phản ứng còn cái gì, còn cái gì, Na cộng thì giữ nguyên, không hề phản ứng gì hết, Na cộng giữ nguyên, gốc sunfat hết, bari hai cộng hết, H cộng cũng hết rồi, còn gốc H3 trừ nó dư bao nhiêu, ở trên này nó có hai mol này và nó phản ứng ở đây có một mol thôi, thì nó sẽ dư còn lại là 0,1 là một, đúng không? Còn dư đó, như vậy dung dịch chúng ta chỉ còn hai cái này thôi, ta chọn đáp án A này. 21, đơn giản ha. Ồ, như vậy thì tuần tới mình cũng nên thêm một đề nữa nhỉ, mình thêm một hai đề nữa được không, được không, làm trước cái ngày thứ tư thầy sửa được không nhé, làm một đề nữa thì thi xong rồi mình học được không, được không? Được. Thêm một đề nữa đi ha. Thêm một đề nữa. Rồi, kim loại M, đầu tiên là đề bài nói là M tác dụng được với HCl thì con biết rồi, kim loại mà muốn cộng được với HCl ấy thì cái suy ra cái kim loại này M phải đứng trước hydro đúng không, đứng trước H trong dạng hoạt động hóa học, và khi nào may áo giáp sắt nên sang khối hàng đồng RPO đó, do đó mình sẽ loại A, loại A, A sao được, bạc đứng sau sao mà tác dụng được đúng không. Rồi, điều kiện thứ hai đề bài nói kim loại tác dụng được với đồng nitrat M này, tác dụng được với muối đồng thì suy ra thì theo nguyên tắc đơn giản thôi, lớp 11 thì chúng ta sẽ nói là M đứng trước đồng đúng không, đứng trước đồng là được, kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối đúng không, khi nào may áo giáp sắt nên sang khối hàng đồng RPO thì kim loại đứng trước đồng đó thì sẽ tác dụng với muối đồng thôi. Cái thứ ba đề bài nói là M này tác dụng được với HNO3 đặc nguội, tác dụng được với HNO3 đặc nguội ha. À, thì con sẽ phải suy ra là M không thể là, không thể là gì, nhôm nè, sắt là chrome được đúng không, vì ba kim loại này sẽ bị thụ động trong HNO3 đặc nguội, như vậy mình sẽ loại luôn này, loại này luôn, và đáp án thì chọn là B là hợp lý đúng không, kẽm đứng trước hydro tác dụng được với HCl, kẽm không bị thụ động trong HNO3 đặc nguội, kẽm tác dụng được với đồng vì kẽm đứng trước đồng, nhưng đáp án B là hợp lý đúng không, đa số các bạn chọn đúng cả nhé, 20 là số bạn đúng hết. Ủa, Phú ơi, Phú, Phú ơi, Phú, có trục trặc gì với máy tính này sao em? Thì thấy thoát ra nhiều quá. Câu 20 đó rõ chưa Đình Anh, Đình Anh ơi, Đình Anh, hiểu, hiểu không em? Được, có rồi. Ừ, hình như mình lúc làm kiểm tra check sai câu này đúng không? Làm kiểm tra check sai câu này này. Làm kiểm tra còn trả đáp án D à? Đâu được, nhôm bị thụ động trong HNO3 đặc rồi mà. Các bạn phải nhớ nha. Từ tính chất của HNO3. Rồi, câu số 19. Cái này thì câu này thì pha loãng thôi. Nếu mà tụi con học hàm số logarit rồi á thì nó sẽ dễ hơn. Còn cái này mình chưa học hàm số logarit thì mình phải áp dụng vậy ha. Chúng ta có ve lít dung dịch HCl có pH bằng 3. Đó, có pH bằng 3 thì các bạn sẽ suy được nồng độ H cộng ngay. Đó, là bằng 10 mũ trừ pH là 10 mũ trừ 3. Rồi tính ra số mol H cộng bằng cách lấy nồng độ này nhân cho thể tích là V, đây là mol. Và chúng ta sẽ phải hiểu cái số mol H cộng này
nó sẽ không có thay đổi, nó sẽ không đổi ha, không thay đổi. Vì sao? Vì quá trình pha loãng là quá trình ta thêm nước vô, chúng ta thêm nước vào dung dịch thì không ảnh hưởng gì tới số mol của H cộng nha. Rồi ta sẽ nói thu được, thu được V phẩy đi lít dung dịch HCl mới mà có pH bằng 4, thì tương tự các bạn sẽ làm này. Nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ pH là 10 mũ trừ 4. Rồi, suy ra số mol H cộng bằng nồng độ 10 mũ trừ 4 nhân cho thể tích là V phẩy, đúng không? Và vì số mol H cộng này nó không có thay đổi nên là số mol H cộng ở trên và ở dưới này nó phải bằng nhau. Đó, nó bằng nhau chứ thì số mol đâu thay đổi, nước thêm vô đâu thay đổi đâu, H cộng đâu. Vậy suy ra 10 mũ trừ 3 nhân cho V thì bằng 10 mũ trừ 4 nhân cho V phẩy nha. Và sẽ suy ra là V phẩy bằng 10 lần của chữ V. Đó. Có nghĩa là từ đây qua đây nè thì chúng ta nó biến thành cái V này là 10V. Vậy có phải chúng ta sẽ cộng vào 9V nước không? Chúng ta sẽ pha loãng 10 lần, pha loãng 10 lần. Pha loãng này 10 lần. Đúng chưa? Nhưng mà cái thể tích thêm nước thêm vào vậy là 9V đó, 9V cộng thêm V là 10V. Thì đáp án là câu C này. Thì các bạn đúng không nha, câu 19. Câu 19 này các bạn sai nhiều hả? Vinh hiểu không? Hiểu chưa Vinh? Dạ, tại nãy con tính xong là 30V mà con quên mất là mình đang tìm cách thêm thể tích đó thầy, nên con chọn đáp án A. Là người ta đâu có hỏi thể tích lúc sau đúng không? Người ta hỏi nước thêm Dạ. vô bao nhiêu, trừ bớt đi. Rồi, hôm nay mình tới đây thì thầy gửi file. Rồi thầy lại tiếp một đề của cái chương này nữa ha. Để tụi con tới hát độ 3 để con làm sao cái rồi xong mình học code for acid folic. Như vậy là bên trường học hơi chậm á nha. Được rồi, hôm nay mình dừng ở đây nha.